Hello bạn ơi, hôm nay mình đi Home Depot đó, mình sẽ nói những cái phân nào của Home Depot, loại nào tốt, nào rẻ tiền mình là thích hợp cho cái mùa xuân nha bạn. Thì mình dẫn hôm nay mình đi vô Home Depot mình coi những cái phân nào tốt ha. Rồi mình sẽ chỉ dẫn bạn lên đi một tí nha bạn. Thì trong này thì bạn vô cái nursery nha, nursery. Rồi bạn sẽ vô trong mình sẽ quay phim mình coi rõ ràng những cái phân nào rẻ tiền cho bạn ha. Thì mình đang vô trong bạn ơi. Hello bạn ơi, cái phân này là mình nói là bằng phân organic đó. 13 13 13 đó, giờ nó lên giá rồi bạn ơi, nó lên giá phân này nè. Nó lên giá là 1 đồng 97 sen. 1 đồng 97 với bằng mua số nhiều thì nó bán rẻ hơn nha. Còn mua nguyên cái package có 3 gạch của nó luôn đó là nó bán đồng 77 sen. Bạn thấy không? 1 đồng 77 sen, còn nếu bạn mua từng bao thì 1 đồng 97 sen. Một cái 3 gạch chỉ là một 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 hộp một bờ một đợt một một cái bờ cái 3 gạch luôn nè, một cái này nè là gọi như là 60 bịch. Thì cái phân này là 050505 nha bạn. 050505 nó có phân bò rất là hôi nha bạn, rất là hôi. Mà khi mà mua nó có thúi không nha, mà trời nó có hôi không, nó thường thường nhiều chỗ nó bán nó bỏ ít phân bò, nhiều lúc mà nó không có bỏ phân bò ít các bạn, nên mà khi mà mua bằng thử cái bao bằng ngửi coi hoặc lấy tay mà đụng vô nó có mùi hôi rất là hôi bạn, mình trời hôi rình luôn đó bạn à. Cái phân này rất là tốt nha bạn, nó có đồng 77 sen nó lên rồi đó bạn, nó lên mấy chục sen đó, giờ cái thị trường cái gì nó cũng lên hết nha bạn ha. Cái phân này nè thì nó bán là một đồng 77 sen với điều kiện mà mua 60 bao thì nó bán đồng 77 sen thì nó rẻ hơn gần 20 sen một bao nha bạn. Cái phân này nha bạn, mình quay rõ cho bạn thấy nha. Phân này nè, đó. À, trước là bên Cali nó bán gần tới 3 đồng, mình không biết cái người các bạn nói mình là 3 đồng một bao đó. Thì ở đây nó bán một đồng mấy thôi, đồng mấy, đồng 77 sen nếu mà mua 60 bịch. 60 bịch một cái bao gạch này thì nó lời bằng được 20 sen, một bờm gần 20 sen các bạn ạ. Gần 20 sen một bịch đó. Thì mình nếu mà mua số xe tất á, sẽ lớn bằng mua lần 60 bao đi. Cái phần này nó không có sao đâu bạn. Cái phần này bằng mua nhiều bằng để ở nhà thì nó bị nó lâu ngày thì nó tốt hơn cho bạn nha. Nó quay ra rất là tốt. Cái phần mà còn lâu nó còn tốt, bạn không có sợ gì hết. Nếu mình khuyên bạn mua phân á, mình trồng á thì bạn mua cái lượng phân nhiều một lần đi. Một lần đi, cái phân này rất là tốt nha bạn. Nên mua một lần nhiều phân mình để đó, mình để mình dùng thôi. Thì cái phân nó còn ngày còn lâu thì phân nó mục ra thì nó tốt lắm bạn. Còn thực ra cái phân mà bạn mới mua về liền mà dùng liền không bao giờ tốt nha bạn ha. Mình khuyên bạn mua đi. À, mua giờ nó không có sale, nó phân này nó không có sale, nó bán giá rẻ quá rồi nó không có sale nha bạn. Còn mấy phân kia nó mắc lắm, phân kia nó bán 7 8 đồng, 8 chứ 10 đồng một bao đó chứ không rẻ đâu. Đó giờ mình đi qua phân cái loại thóp xôi. Mình chỉ bạn có thóp xôi là thóp nào, cái thóp xôi nó bán cái giá cũng không mắc. Mình mua chắc mình mua 1 2 bao. Bạn cần bỏ bao thóp xôi đó phải không? Cái thóp xôi là phân này nè. Thóp xôi là phân này, đó phân này rất là good cho cây luôn. Cái thóp xôi nó hơi nặng. Cái này bạn nè. Nó 40 phao nó cũng nặng bằng cái bao băng vàng đó. Thì nó thấp xôi là nghĩa nó nặng, nó có cát trong này nữa, nó làm rất là nặng nha bạn. Thì nó rất là nặng cho nên mình nhưng mà tốt cho cây mấy cây mà về tropical lắm. Cái phần này nè, phần thấp xôi nó bán là giá của nó là 2 đồng 97 sen, nó lên hết rồi bạn ơi. Thấp xôi nó để giá mình không thấy giá đâu nha. Mình chắc cũng chừng chừng 2 đồng mấy rồi. 2 đồng mấy cũng một bao ha. Cái thấp xôi là bạn muốn mà nó tốt cho cây hơn nữa đó, những cây như cây mắng cầu, cây ổi, cây samoche, cây nhãn, rồi những rau quả, những cây mà gọi là tropical ở vùng ở nhiệt đới mình đó bạn biết không. Thì nay bạn mua cái chai này, cái cây này, cái loại này nè, cái loại là thấp xôi nè. Cái thấp xôi này nó rất là nặng, nó nặng hơn cái kia nhiều lắm, nhưng mà nó rất là tốt. Bạn có thể trộn cái thằng trộn cái phân mình nói phân 13 050505 á, thì bạn trộn giá sư 5 bịch thì bỏ một bịch này vô nha. Thì 5 bịch bạn bỏ chung với một kèm một bịch này thì nó rất là tốt nha bạn. Thì cái thằng này phân thấp xôi là nghĩ là nó rất là tốt nha bạn. Thì mình nghĩ bạn mua 5 bịch thì bạn trộn một bịch này, 4 bịch cũng được, 4 bịch bạn trộn 4-4-1 nha bạn. Thì rất là tốt, nó rất là tốt cho cái cây vùng nhiệt đới. Bạn cái thóp xôi này nó làm rất là tốt các bạn ơi. Thì bạn lấy cái thóp xôi, bạn mình chỉ với bạn thì những cái thóp loại phân này rẻ tiền nhưng mà rất là tốt như bạn. Cái phân này nó có những cái chất của cái loại này, nó bán là tổng là 2 đồng 97 sen là mua một cái package. Còn nếu bạn mua rẻ thì chừng 2 đồng 67 sen là mua 60 bao thì 2 đồng 67 sen. Thì bạn mua cái này bạn dùng được rồi, bạn trộn á, bạn trộn đều cho mình nha. Mình trộn một cái loại thóp xôi này thì bốn cái hũ kia thì 14, mình nhớ 14 nha bạn. Thì bằng sang kẻ với cái không cái phân mà phân 050505 á ha, 05 là mình mua cái phân này nè. Đó mình trộn với cái phân kia với nhau. Còn mình trộn với nhau thì cái phân nó rất là tốt cho bạn nha. Rất là tốt, cái cây mà bạn nói mình nói tiếp là cây mà về tropical đó bạn biết không, nó rất là thích cho cái phân này. Cũng rất có thích cái phân này với phân thấp xôi. Cái thấp xôi là cái phân này nè, cái này là organic là rất là tốt. Thì mình thường thường mình nói bạn là mua cái phân này nè.
050505, cái phần này nè, 0.05.5 này, organic nè ha. Nó làm bằng phân bò. Phân bò là bằng trộn chứ, phân này giờ mình mua cái phần này về mình đi chung với nhau mình để mình trộn với nhau đó bạn. Phân này là phân thấp sôi. Thì mình trộn 5 bao. Thì năm cái bao phân organic 0505 dưới một bao này là 115 hoặc 14 được. Thì cái cây rất là tốt nha bạn. Đó bạn nhớ bạn mua cái phân này cho mình nha. Thì khi bằng bạn trồng lên á thì rất là tốt. Tốt dễ sợ lắm, bằng ngay bằng khi bằng trộn hai cái phân lại là làm cho cây nó phát triển rất là nhiều nha các bạn. Đó, cái cây mà bạn nhớ phân thấp sôi nha. Cái thấp sôi một bao thấp sôi thì bỏ 4 cái bao 0505, 4 bao 0505 nha các bạn. Thì nó bán giá cũng chừng đồng mấy. Đồng mấy chưa tới 2 đồng đâu, đồng mấy một bao thôi. Thì cũng ok, nó rẻ đó bạn nha. Giờ mình chỉ vào phân tiếp tục phân 13. Cái phân này nó bán 13 13 13 phân này nè. Đó, phân này là phân 13 13 13. Cái phân này là nó bán đây, nó bán giá là 27 đồng. Nó lên giá 4 đồng rồi. Nó lên hồi xưa có 24 đồng thôi, giờ lên 4 là phân 13 13 13. Năm phân phân 13 13 13 là 27 đồng 97 sen. Cái phân này rất là tốt nha bạn. Rất là tốt. Bạn mua về bạn bỏ cây, bạn lá, bạn pha nước được. Bằng pha nước bằng tứ lên là số 1 luôn. Còn nếu mà cái giai đoạn mà mùa nóng á thì bạn cần tưới bằng pha một ít nước thôi, bằng pha cho một muỗng phân này đi. Một muỗng này bạn bỏ chừng cỡ chừng một 5 gallon, một muỗng nha, muỗng cỡ muỗng bự bự xíu muỗng canh á. Một muỗng canh thì 5 gallon bằng pha đều ra rồi bằng tưới vô cây. Tất cả các loại cây nào rất là tốt cho bạn cái phân này nè. Bạn đừng có bỏ thẳng vô gốc cây, nếu mùa hè thì bạn đổ nguyên cái hộp gốc cây thì nóng lắm. Nên mình khuyên bạn mua phân này khi bạn bỏ lên á thì bạn bỏ thẳng vô cái vào pha nước còn bỏ vô rất là tốt nha bạn. Phân này nè, đó, pha nước thì bán 27 đồng 97 sen một bao 40 phao nha bạn, nặng lắm, là 18 kg là 40 phao nha, 40 phao này 18 kg nha bạn. Bạn mua phân này cho mình, phân này rất là tốt nha bạn. Mình mua đi, đừng có bạn nếu bạn trồng bạn mà không có cần mà sẽ chết á, còn pha nước thì mình bỏ vô đó. Giờ mình đi kiếm những cái phân nào mà tốt mình nói chuyện với bạn ha. Ở đây nó bán rất nhiều phân bạn, rất là nhiều phân. Mình coi những cái phân nào mà được mình chỉ cho bạn thôi nha. Đó, nó rất là nhiều loại phân ở đây. Thì mình vòng vòng mình coi thử bạn ha. Còn một loại phân này là phân cỏ nha các bạn. Còn phân cỏ thì cái phân hiệu Cod. Hiệu Cod này hiệu Bonus nha ha. Cod nha, kiểu này Cod thì nó đây nó giúp cho những cái giết cỏ dại. Và nếu nhà bạn có những cái cỏ dại nằm trong cỏ đó thì nó mọc lan tùm lum hết thì bạn nên mua cái phân này bằng rải lên. Thì nó chết hết những cái cỏ dại, những cỏ bầy bà nó mọc lên cỏ tháng này nè. Nên bạn mua liền đi, cái tháng này là mua cái phân này cho bỏ lên thì nó chết hết. Nó giết những cái cỏ dại trong vườn bạn, không còn một cái nào sống nha bạn. Thì cái này nó giúp cho cỏ con, cái chỗ lên xanh lắm nha. Nên bạn mua cái cỏ, nếu mà nhà bạn mà đến tháng này đó thì bạn nên mua cái loại phân này cho mình đi. Nếu mà bạn thích cái cỏ bằng đẹp hoài, đẹp sạch, đẹp thật đẹp á. Nếu tháng này còn kịp thời gian, nên bạn mua đi nha. Cái hiệu nó thì có. Nó thì là có bonus ngăn nó giết mấy cái quýt chứ, cái quýt quýt những cái tóc, những cái cỏ dại, những trong những cái cỏ mà bày bà mọc lên trong vườn của bạn đó thì nó giết hết không còn gì nữa nhân bạn, mà nó giúp cho cái cỏ rất là xanh nhân bạn, rất là xanh nhân bạn ha. Hello bạn ơi, mình cũng có nhiều người hỏi mình là làm sao bên cây cam với cây quýt. Cái quýt mình ở nhà sau vườn không ngọt, nó bị không có trái nhiều mà không ngọt, các bạn biết sao không? Giờ mình chỉ bạn cái loại này mình rất là tốt cho ngay cho cây quýt nha, cây quýt với cây cam. Rồi những cái cây mà không có ngọt á thì bạn dùng những cái loại nào, cái loại này nha bạn. Bạn vô bằng mua cái loại này nè, nó đề chữ Vigoro nè, Vigoro là cái loại này nha. Nó thể là suốt nè, nó cho những cái trái cây, nó làm cho cái cây nó quanh năm, nó giữ rất là lâu nha bạn, cái loại này nha. Nó làm cho trái cây ngọt, nó không có bị ra rất là sai trái. Bạn mua về bằng cắm xuống cái rễ nha, bằng cắm sát cái rễ luôn. Thì bằng cắm sát cho mình luôn thì cái nó nữ được một mùa luôn đó, một cái season mùa của luôn đó, thì cây nó rất là nhiều trái mà trái nó rất là ngọt, bạn không có sợ gì hết. Bằng cắm này xuống cho mình, bằng cắm sát vô cái cây bạn. Nếu cái cây bạn mà hơi nhỏ thì bằng cắm một cây, mà nếu cây bạn lớn thì mình đóng 3 cây 4 cây xung quanh cái đó, xung quanh của cái đó nha bạn. Nó bán cũng không mất tiền, nó bán cũng 12 đồng thôi, 12 đồng một 12 đồng chín mấy sen một hộp này rất là nhiều nha bạn. Một hộp này có tới 15 cái trong này, 15 cây này rất là nặng, nó nặng lắm nha bạn. Bạn mua cái này nè, mình bỏ cho một cam nha. Giờ cam đi, cái cam này cây bưởi của bạn á, cây cam, cây bưởi, rồi cây quýt. Nhưng bạn muốn nó mùng ngọt, nó phát triển nhanh mạnh á, thì bạn đóng cái này vô cho mình. Ở trong này nó rất là nhiều chất vitamin, chất đạm. Vitamin, chất đạm nó làm cho cái cây của bạn rất là khỏe. Và cái trái rất là to và nước rất là ngọt nha bạn. Cái loại hiện nay nha bạn, bạn vô mua. Mình chỉ cho bạn vô mua cái loại này. Từ Việt Nam mình đó là thích trồng cam, trồng quýt, rồi trồng bưởi. Thì bạn mua cái loại này cho mình, để mình về bằng cái cắm vô. Nếu cây bằng nhỏ thì bạn cắm một cây thôi,
một cây vô. Còn nếu cây bằng lớn á, cao á, thì mình đóng 4 cây, chứ đóng sát vô cái rễ ha, sát sát cái rễ, cái này nó không ảnh hưởng gì hết, nó giữ luôn cái nguyên cái season là một mùa cho bạn luôn nha. Nó tan rất là lâu, khi mưa xuống nó tan từ từ từ, cái quýt bạn rất là ngọt nha bạn, mà lá rất là tốt nha bạn. Nên mua cái này cho mình nếu bạn trồng quýt trồng bưởi nha. À, trồng những cái cây nào mà trồng chanh cam cũng được, những cây nào mà nguyễn cây cam thì nó giúp cho cây chanh thì nó giúp cho trái nhiều ha, có nước nhiều thì bạn cần cũng được nha bạn. Ok, giờ mình chỉ còn cái khác nha. Còn cái cây này là bạn muốn nếu nhà trồng bông hồng á, thì bông hồng thì bạn mua cái loại này nè, Blend Food nè. Bạn nhớ Blend Food thì một hũ của nó bán mười mấy đồng thôi, một hũ nó bán 11 đồng 97 sen, bự lắm bạn. Thì nó có trong này có những gì mình chỉ bạn mua nha. Cái này bạn mua cái nào là màu xanh, cái màu xanh nha bạn, cái bịch màu xanh, để mình lấy cho mình coi nha. Ở trong này nó có những bịch nhỏ màu xanh nha bạn, cái màu xanh đây nè, ở trong nó màu xanh đó. Cái này bạn biết không, cái loại Blend Food này nó rất là tốt nha bạn. Rồi, bạn mua cái loại này rất là tốt nha bạn. Cái này nè, nó bán có 11 đồng 97 sen, cái giá bên chỉ cho mình thấy ha. Bạn ngó cái này nha, mà vô trong Home Depot bạn mua liền. Thì cái này nó rất là tốt, cái tất cả là bông hồng nha bạn, nó màu xanh nha bạn, nó màu xanh, cái bịch này màu xanh. Thì bạn khi bạn muốn quà ra một muỗng cà phê, bạn muốn một muỗng canh đó bạn biết không, một muỗng canh bạn bỏ cho một galon nha, bạn phải điều ra rồi bạn tưới vô cây nha, bạn tưới vô cây cho mình. Thì cái cây bông hồng tất cả các loại bông nào cũng phát triển hết, nó bạn tưới lên là rất là đẹp nha bạn, nó phát triển ra từ rễ lá rồi thân, nó rất là tốt các bạn, mà nó có màu bông rất là đẹp nha bạn. Bạn trồng tất cả loại bông, mình khuyên bạn là bông hồng là cũng được, nếu bạn trồng bông hồng ha, rất là đẹp, rất là nhiều loại bông được thích cho nó, thích hợp cho nó, bạn mua cái này là tốt nhất. Cái này nó vừa túi tiền bạn, nó rẻ ha, rất là nhiều, bạn dùng rất là nhiều. Một cái bịch xanh xanh này bạn dùng rất là nhiều nha bạn, bạn dùng rất là nhiều, một muỗng cà phê, muỗng canh thôi thì bạn bỏ một galon rồi bạn tưới nhẹ lên cái lá hoặc lên cái rễ, lên cái thân cũng được, hoặc dưới đất cũng được, rồi bạn tưới nước. Thì bạn thường thường là một tháng chừng 3 tuần bạn tưới lần, rất là tốt. Bạn dùng cho tất cả các loại rau cũng được, cái phân này rất là tốt nha bạn, nó rồi bông qua, những cái đầu có bông có qua là bạn dùng được hết. Bạn thử cái bông hồng đi, bông hồng mà rất là tốt, từ năm vừa rồi đó mình mấy năm trước mình mua, mình tưới bông hồng nó lên lá mình xanh luôn các bạn, tưới trong vòng 10 ngày thôi là cây nó rất là đạt cái thành quả nha bạn. Mình khuyên bạn nếu bạn trồng bông hồng, cái này là một cái phân nào để nó bổ sung cho cái bông nó nở đó bạn biết không, thì bạn nên mình khuyên bạn mua cái bông này cho mình, cái này cho mình ha. Rồi cái này rất là tốt, bạn nhớ bạn mua nha, mua cái này cho mình. Là mình chỉ những cái gì mà mình đã kinh nghiệm đi qua rồi thì bạn nên mua, còn những cái nào mà bạn không thấy không biết thì đừng có mua nha. Thì mình đã dùng cho cái này là lâu lắm rồi, thì cái này là rất là tốt đó. Còn cái hộp nhỏ này nếu bạn thích, bạn muốn chiếc cây á, bằng chiếc cây mà để cho rễ nó phát triển thì mua cái loại này, nó là để root flower, là để cho rễ mọc ra thêm đó. Những cái loại này nè nó rất là tốt, nếu bạn chiếc bạn làm những gì rễ cho mạnh thì mua cái hũ này cho mình, nó bán trong Home Depot luôn, nó bán hơi mắc, 19 đồng 97 sen nha. Cái này cho những cái rễ nó phát triển mạnh, giả sử cây bằng rễ nó không đủ sức á, ít quá nó không đủ rễ nó phát triển, thì bằng mua cái này bằng bỏ thêm vô, nó bồn bột thôi, bằng hòa trong nước bằng bỏ vô thôi nha. Rồi nó rất là tốt, lắc khi liều mà lắc lên cho rễ. Nếu cây bạn cái rễ nó yếu quá thì bạn nên mua cái này bằng hòa nước bằng đổ lên nha bạn. Đó, mình để đi vòng vòng mình coi, mình chỉ cho bạn những cái gì trong những gì bạn cần thiết trong mùa xuân này nha. Còn nếu bạn đi mua hột giống đó, bạn vô đây cũng bán rất là nhiều cho các bạn, rất là đủ hột giống, đầy hột giống nào cũng có hết. Thì nó bán đồng mấy một cái thôi, nó bán chừng đồng mấy 2 đồng một cái bịch thôi bạn biết không. Như đậu đũa nè, nó bán 2 đồng 49 sen, mà nhiều lắm, cái hột giống nó nhiều lắm, hột đũa nó rất là tốt cho bạn. Thì 2 đồng mấy sen. Rồi những cái củ hành có đầy đủ cho bạn thấy không, những cái củ đỏ, củ hành, củ đậu đỏ, củ hành nè rất là nhiều, thì cũng là 2 đồng mấy thôi, 2 đồng mấy. Rồi có xà lách nữa, có ngò nữa, thì ngò đây nè đó, ngò rồi bán 2 đồng mấy, ngò lá ngò bằng về bằng rải lên hết đó nha bạn. Rồi có đậu, nhiều cái đậu lắm bạn nè, nó bán 2 đồng mấy thôi, bằng vô bằng mua nha. Rồi có hành lá, rồi có đầy đủ hết, có ngò, có những cái cây nào mà nó có cái khả luôn cái dưa leo ha, rồi có đi leo của Nhật Bổn đầy đủ ha, rồi có cà rốt nè, rồi rất là nhiều. Rồi bạn vô bằng mua chừng 1 đồng mấy, 2 đồng bịch thôi nha. Ok, giờ mình cảm ơn bạn, thì mình có gì ủng hộ cái video cho mình nha. Rồi cái gì mà chúc cho bạn một ngày làm ăn đem tiền khá khá nha bạn. Rồi cái gì ủng hộ cái subscribe cho mình nha, bấm subscribe cho mình để mình có cái động lực làm thêm cho bạn coi nha. Ok, mình chỉ mới ra nghề thôi, mình có gì bạn ủng hộ cho mình hết cỡ nha. Giờ mình cái channel mình là David Trần nha bạn. Rồi cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày may mắn nha. Ok, bye bye bạn.